trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay. Và như chúng tôi đã thưa cùng quý vị, vì tiến sĩ Lê Minh Nguyên có việc riêng thành ra không thể có mặt ngày hôm nay, chúng tôi tạm thời thay thế anh. Và đặc biệt chúng ta có một cái vị khách mời ngày hôm nay, không phải là khách mời, phải nói là một khách rất là quen thuộc với chương trình này trước đây. Nhưng vì anh có đi công tác rất nhiều lần, từng cái định kỳ anh phải có mặt ở bên Trung Đông, ở nhiều nơi ở trên thế giới với cái cương vị riêng của anh. Ngày hôm nay anh trở về thì đây là một cái dịp để chúng ta có thể nghe anh nhận định về những cái vấn đề liên quan tới những vấn đề thời sự mà chúng ta chờ đợi. Cái vấn đề thời sự mà chúng ta chờ đợi hiện nay, tức là cái cuộc thăm viếng Hoa Thịnh Đốn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 tới đây. Và ban nãy thưa anh Đinh Xuân Quân, ban nãy anh có trình bày một cách khái quát về những cái căn cớ để mà có thể đưa tới một cái sự thay đổi nào đó ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trên thượng tầng kiến trúc, và từ đó đã có cái sự mạnh dạn để qua gặp gỡ Hoa Kỳ, có thể cũng là một cái lối thoát cho Việt Nam hiện nay. Thì trong hai cái điểm căn bản, đây dĩ nhiên là về mặt biểu kiến người ta đưa ra mà thôi, thì cái điểm thứ hai có nhấn mạnh tới cái chuyện mà hai bên sẽ đưa ra một cái tầm nhìn chung về vấn đề quốc phòng. Và hiện tại thì xin anh với cái tư cách là người có cơ hội tiếp xúc nhiều thì xin anh có thể bày tỏ quan điểm để quý thính giả của chúng ta ngoài người thay ngoài kia có thể hiểu được vấn đề, thưa anh. Tôi nghĩ là ví dụ như là trên phương diện mà giấy thờ đó, thì những cái ký kết giữa Mỹ và Việt Nam mà trao đổi về quân sự thì nó không có gì mà quan trọng lắm. Ví dụ như là đào tạo và huấn luyện hải quân, trong đó có cả về vấn đề quân y. Thì nếu mà mình nhìn như vậy thì nó không có cái gì mà quan trọng lắm. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy là ví dụ anh tên là Tuấn thì phải, anh là đại tá hay trung tá gì đứng đầu trường người nhái của Mỹ sẽ đi qua Việt Nam và huấn luyện cho người nhái Việt Nam, thì đó nó là một cái gọi là một cái vấn đề quân sự rất là quan trọng. Vì là nếu mà mình nói về Biển Đông thì mình phải nói về hải quân, mà phải nói về hải quân thì phải nói về người nhái. Mà nếu mà có, mình thấy là hiện giờ chính phủ Mỹ đã gửi một ông đứng đầu trường người nhái của Mỹ qua bên kia, có thể lập trường người nhái hay là đào tạo cho người nhái Việt Nam, thì đó nó là một cái rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình quên, là tại vì cộng đồng Việt Nam mình nhất là ở California thì nghĩa là mình chống cộng, nhưng mà mình cũng hiểu là mình ở xứ Hoa Kỳ và Hoa Kỳ có một cái gọi là chính sách ngoại giao, và quân đội Hoa Kỳ đã từng huấn luyện cho nhiều tướng Việt Nam chứ không phải là, ví dụ như là cái trường ở Hawaii, cái trường Honolulu thì là biết bao nhiêu là sĩ quan Việt Nam đã, sĩ quan quân đội Cộng sản Việt Nam đã được đào tạo, chưa kể là ở nhiều chỗ khác nữa. Thì là mình thấy là ít nhất theo chỗ tôi biết, ít nhất cũng là 2-3 ông tướng đã được đào tạo ở bên Mỹ rồi. Thì đó là những cái quan hệ. Nhưng mà mình đừng quên đó, trước khi mà, cũng như lúc nãy anh nói về vấn đề mà Trung Quốc nhiều gửi nhiều người qua thăm Mỹ, nhưng mà chuyến đi của ông Merkel cũng là một cái gọi là, nếu mà theo cái vấn đề ngoại giao nó là filler, nghĩa là mình coi có hai bên kia muốn gì, thì đó qua một cái trung gian của ông Merkel, một nghĩa là gián tiếp của ông Merkel và các cái thượng nghị sĩ của Mỹ, thì là chính phủ Mỹ cũng đã bàn bạc một số chuyện về quân sự. Thì cái quan trọng là quân đội Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ bán cho Việt Nam những cái
khí cụ nào, đó, những cái quân cụ nào. Có thể là ví dụ như là cho 18 triệu để mua mấy cái hải thuyền thì nó cũng không có cái gì là quan trọng lắm, nhưng mà nó còn những cái ví dụ như radar hay là những cái vấn đề để kiểm soát Trung Quốc ở biển Đông đó, thì đó là những cái chuyện rất là quan trọng, nhưng mà lẽ dĩ nhiên mình dần dần thì nó cũng sẽ lòi ra thôi. Đó. Nhưng mà tôi chỉ nói ví dụ như là một anh đứng đầu trường người Nhái mà tự nhiên được gửi về Việt Nam thì mình hiểu cái đó, chuyện đó là họ có làm việc rất là sâu xa, sâu hơn là cộng đồng Việt Nam mình muốn biết. Nhân để gặp tới vấn đề này tôi muốn hỏi anh một câu là chúng ta thường nói nhiều và dư luận thế giới, các nhà quan sát cũng từng nói nhiều tới cái cảng Cam Ranh. Thì anh nghĩ rằng là trong cái chuyến này đó, ở trong tin tức cũng có nói rằng là có thể sẽ được đặt ra. Thế thì anh nghĩ rằng là cái chuyện nó có thể tiến xa được đến đâu? Tôi nghĩ là họ không đặt cái vấn đề quan trọng đâu. Bây giờ, hiện giờ nước Mỹ không cần như hồi xưa nữa, cần phải những cái hải cảng. Họ chỉ cần nói là bây giờ có thể có những cái cuộc viếng thăm cảng Cam Ranh của Hải quân Mỹ hay là sửa tàu. Thì họ đã làm rồi. Họ đã làm rồi. Nhưng trên thực tế như thế này thưa anh, trong quá khứ ta biết rằng là cái cảng Cam Ranh sau khi mà Nga rút đi đó, thì trong nhiều năm vừa qua đó, Nga vẫn được ưu tiên qua lại một đó có một cách thường, gần như thường xuyên hàng năm, trong khi Hoa Kỳ chỉ được qua có một năm. Đó là vấn đề chúng ta cần phải để ý. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ngay cái vấn đề chính trị ở đây là khi Hoa Kỳ lên tiếng, nghĩa là không bằng lòng lắm vấn đề mà Việt Nam tiếp tế nhiên liệu cho Nga, thì là Việt Nam là im lìm và không Nga. Nga là coi như là không còn, Việt Nam không còn tiếp tế về vấn đề này thưa nhiên anh liệu Phạm cho Nga nữa. Đó là sau khi trọng. Anh Quân đã trình bày quan điểm của anh thì xin anh có thể nêu lên một vài suy nghĩ. Cái vấn đề thế này là ngay tức khắc mà chúng ta đòi hỏi là Việt Nam giao cái cảng Cam Ranh ngay cho Hoa Kỳ đó, thì cái chuyện này nó không nhảy vọt như kiểu như thế. Nó có thể nó từ từ, mà nó từ 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 lâu rồi, khi mà chúng ta biết là những ông đại sứ trước đó, ông đại sứ trước của Hoa Kỳ đó, cộng đồng mình ấy, cộng đồng của Việt Nam hỏi tại sao nghĩa là không áp lực cộng sản thay đổi hoặc thay đổi nhân quyền vân vân và vân vân, thì ông nói thẳng mà lúc đó cộng đồng mình ấy, mà trong đó có thể có cả tôi cũng hơi bực mình, tại sao ông bảo là từ 15 cho tới 20 năm nữa thì có bao nhiêu phần trăm, mấy chục phần trăm những người Việt Nam được đào tạo ở Hoa Kỳ. Có nghĩa là giữa hai bên ấy, nó đã có sự trao đổi nhiều lắm rồi, từ lâu lắm rồi. Và trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ đó, thì chúng ta biết rằng nó đã có những cái cuộc tiếp xúc giữa cấp cao của Cộng sản Việt Nam với Hoa Kỳ. Cho nên cái mà chúng ta gọi là cái tầm nhìn về quân sự bây giờ đó, mà hai ông sẽ bàn với nhau đó, thì nó đã có cái ký kết chung giữa hai bên là Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam với lại đối tác tương ứng của Hoa Kỳ trước đây rồi, mà chúng ta đã từng phát biểu trên đài, đó là ông Phùng Quang Thanh đã ký kết trong cái tầm nhìn đó nó như thế nào. Thì chúng ta biết rằng trong cái tầm nhìn đó, thì Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn huấn luyện cho Việt Nam những cái gì. Và đồng thời chúng ta chưa thấy là ngay tức khắc là bán những vũ khí sát thương. Thực sự những vũ khí sát thương đó nếu có bán cho Việt Nam thì Việt Nam cũng chưa sử dụng được. Với những vũ khí mà tối tân phải có một thời gian huấn luyện đào tạo thì Hoa Kỳ sẽ huấn luyện đào tạo, nhưng mà cái mà Việt Nam cần mà Mỹ có thể cung cấp trong thời gian ngắn tới đây nữa là ngắn những cái phi cơ P-8, là cái mà có thể quan sát Biển Đông. Mà nếu khi mà quan sát Biển Đông có nghĩa là Việt Nam sẽ nối kết với lại Hoa Kỳ và Nhật Bản để quan sát tất cả cái hải phận Biển Đông nó như thế nào, và từ đó nó là một cái mối đe dọa cho Trung Cộng. Đó là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy. Vâng, cảm ơn quý khán giả vẫn giữ chương trình vấn đề của chúng ta. Anh xin lỗi quý vị, chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay, và xin quý vị đừng rời máy, sau ít phút thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.